Tiếp nối tập trước của bộ truyện Người chơi mới tăng cấp tối đa, hôm nay mình sẽ làm tiếp chat 45 đến 50 của bộ truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Cô Yuji à, chúng tôi còn phải làm bao nhiêu cái nữa vậy? Ít nhất cũng hãy cho chúng tôi biết một con số để chúng tôi còn biết phải làm tới bao giờ đi. Sao đột nhiên lại bắt chúng ta làm mấy thứ này không biết? Chị gái, chú à, chúng ta không có thời gian để mà phàn nàn đâu. Đang kích hoạt tích hợp mana, chúng ta phải làm ít nhất khoảng hơn 2.000 cái. Nếu chúng ta làm phật ý cái con quỷ sứ Khangin Hiuk kia, thì sẽ bị hắn giết đấy. Nếu đã thành ra thế này, tốt nhất chúng ta nên thể hiện cho hắn biết là chúng ta đứng về phía hắn. Ngươi, công nhận ta, á, sự công nhận đến từ một con mới là boss tầng 3, mà đã tưởng lên tận 9 tầng mây. Chả đáng đồng nào, ngươi vừa nói gì cơ? Ta nói sai chắc, mới chiến được vài thằng le que đã tưởng mình ngon lắm. Đây chính là lý do ngươi phải ở mãi tầng 4 này đấy, vì ngươi có đủ mạnh để lên nữa đâu. Bớt mỗi tầng của tháp thử thách vừa đóng vai trò là người trông coi của mỗi tầng, vừa cố tạo ảnh hưởng lên tầng đó. Và chúng cũng có thể leo tháp, để có thêm sức mạnh, y như người chơi vậy. Thật là một con người mặt dày như tường thành mà. Ngươi thật sự nghĩ ta không lên được tầng 4, lý do không đủ sức mạnh hay sao? Đúng vậy, ngươi chỉ là một con ma mới, luôn bị mắc kẹt ở tầng 3 thôi mà. Tốt thôi, thích làm nhảm thì cứ làm nhảm. Khích tướng đối thủ như vậy, hẳn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi nhỉ. Tuy nhiên, để ta cho ngươi thấy sự khác biệt như trời với đất, về sức mạnh của hai chúng ta nhé. Và rằng chiến thuật cao siêu của ta không ai có thể phá vỡ nổi. Đội 1, tiến quân. 1.000 quân tiên phong, chắc hẳn là đang cố thăm dò khả năng phản kích của mình đây mà. Đang kích hoạt khả năng của bàn cờ vua đầu tiên, tăng sức công và thủ của tất cả quân cờ trên sân 30%. Tốt ở hai đầu lên 3 bước, tất cả quân hàng đầu tiên, gian trận phòng thủ. Tốt binh đang kích hoạt thiết giáp. Giữ vững đội hình. Trụ vững tới cuối, giờ, khai hỏa, quân xe đang kích hoạt tiễn đập. Tượng đang kích hoạt, hóa công. Hắn tiêu diệt được 1.000 quân tiên phong rồi, không tồi đâu. Đội 2, đội 3, tiến quân. 100 quân mã tấn công vào bên hông quân đối thủ. Mã đang kích hoạt thế trận nêm, tăng sát thương khi va chạm lên 200%. Chúng ta sẽ phá tan quân địch trong chớp nhoáng thôi. Hắn là một tướng chỉ huy khá giỏi đấy. Tấn công phòng thủ xen kẽ tới không một kẽ hở, ra lệnh đúng thời cơ. Tuy nhiên, cái lỗ hổng ngay bên hông quân hắn đó là sao vậy? Trông có vẻ hơi quá tốt rồi. Muhon đang kích hoạt, phát hiện điểm yếu. Tất cả quân cờ trên bàn cờ vua sẽ dừng lại khi quân cờ đeo vương miệng bị tiêu diệt. Chỉ có quân vua hoặc quân hậu là được đeo vương miệng. Tất cả thông số của quân vua hoặc quân hậu sẽ tăng lên 100% trong những trận đấu không đeo vương miệng. Vậy là chỉ cần tiêu diệt được con vương là sẽ dễ dàng tiêu diệt được chúng. Thật là táo bạo mà. Mình còn đang tự hỏi vì sao hắn lại phạm một lỗi ngớ ngẩn mà tới cái bọn ngu ngốc cũng không phạm phải. Thì ra không phải như vậy, hắn đang thách mình là nếu dám thì tiến vào đây mà. Trinh sát tiến quân. Quân lực bọn chúng khoảng 3.000, chiếm khoảng 15 m². Mình biết hắn sẽ nhắm đến sao huyệt của mình ngay khi thấy có sự sơ hở mà. Bỏ qua đi, hàng phòng thủ của quân thù đã yếu hơn 3.000 quân rồi. Mình đã biết rất rõ rằng đây là một cái bẫy để dụ mình tấn công con vương rồi, bằng cách tạo ra một lỗ hổng trong hàng phòng ngự một cách có chú ý. Vậy là xong rồi. Thế mà ngươi cũng bò được tới đây cơ đấy. Có ít quân vậy mà cũng tới được đây đúng là đáng khen thật. Sao ngươi cứ phải làm nhảm mãi thế? Ta biết thường ngươi đã cố tình mở cho ta một con đường mà. Hắn biết đây là bẫy ư? Thôi kệ đi, ngươi đã tin tưởng giao phó vương miện cho một con bé ốm yếu và chạy đến tận chỗ này chỉ với từng đó quân. Ta chẳng còn trông chờ gì vào ngươi nữa rồi. Để ta kết thúc chuyện này tại đây luôn. Và Iaiasa, David, cái phàm thế này không có được đứa nào tử tế hơn à? Ta cũng chẳng trông thấy có ai có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo luôn. Tên chó chết này, ngươi điên rồi à? Sao trong tình thế như này mà ngươi còn cười được? Có thật là một mình ngươi sẽ không sao không đấy? Sao? Lo cho tôi à? Tất nhiên rồi, có phải tự nhiên mà tên đó thành boss tầng 3 đâu? Đây là lần đầu tôi thấy cô khen ai đó nhiều vậy đấy. Ý cô có phải tên đó mạnh hơn cô không? Sao ngươi dám hả? Ngươi lại dám so sánh quý tộc cao quý của màn đêm này với kẻ đám đầu đá kia à? Nếu ta mà không bị nhốt vào cái chỗ chật hẹp kia, vậy có nghĩa tôi có thể trông cậy hết mọi thứ ở đây vào cô đúng không? Hiển nhiên quá mà. Dù ta đang trong tình trạng thế này đi nữa, 10.000 cái lũ đầu đá kia cũng dễ như đi dạo trong công viên thôi. Tôi chắc chắn luôn là có người sẽ điên tiết hết lên bởi cái điều cô vừa nói đó. Early đang kích hoạt huyết giáo. Cái lũ rùi tí tẹo khốn nạn này, sao người dám đặt tay ngươi lên đầu ta hả? Early đang kích hoạt huyết bạo. Chết đi. Cái gì? Sao một con bé giặt dẹo thế kia lại sở hữu sức mạnh lớn tới vậy được? Lỗi lầm lớn nhất của ngươi chính là để ta tới gần chừng này. Rồi lại chắc chắn rằng quân tiên phong của ngươi có thể đánh bại được quân hậu đấy. Đang kích hoạt khí huyết quỷ. Là đen đang phản ứng lại với khí huyết quỷ. Đã nhận được một thuộc tính mới.
Tinh thần suy sụp, liên tục tạo ra thương tổn mục tiêu bị tấn công sẽ không phân biệt ép được đâu là bạn đâu là thù. Từ đầu ta đã không thích chúng rồi, cái tên mặt bảnh bao cơ bắp cuồn cuộn khốn nạn kia, thật là không chịu nổi mà. Quân đoàn của mình, chiến thuật của mình, không thể tin nổi là chúng, đều đã bị một con người phá hủy. Ê, thằng quỷ kia, đừng có hốt hoảng hét lên như vậy, trông ngươi sẽ yêu đùa làm đấy. Đang kích hoạt băng chạc, đỡ được sao? Không thể nào, ngươi đi đâu đấy hử? Ngăn hắn lại, ngăn tên khốn đó lại. Đang kích hoạt mạn đà la, cái thói quen vứt hết mọi thứ lại cho thuộc hạ khi bị dồn vào đường cùng của ngươi. Đúng là nghìn ngày như một mà, băng chạc và mạn đà la đang cộng hưởng với nhau. Triều tướng. Boss tầng 3, Muhon, đã bị đánh bại. Tầng 4 của tháp thử thách đang mở ra. Thời gian còn lại để chinh phục tầng tiếp theo, 89 ngày, 23 giờ 59 phút, 59 giây. Tầng 3 tháp thử thách, chinh phục thành công, bạn đã thăng cấp, cho hết điểm thông số vào ma lực là được, đi nhận thưởng thôi. Kho báu nhận được sau khi giết được con boss có thể phân biệt với nhau dựa theo màu sắc. Đồ nhận được từ những tầng dưới tầng 10 đều là đỏ cả, là cấp thấp nhất, nhưng lại xuất hiện một chiếc dương màu cam là sao? Đây hẳn là hiệu ứng của cờ tỷ phú rồi, giúp mình luôn được tối đa hóa phần thưởng khi đi solo. Bạn đã nhận được kim cương hồng, bạn đã nhận được phiếu ưu tiên hàng đầu, bạn đã nhận được cơm mềm, bạn đã nhận được nước thiên nhiên, bạn đã nhận được dương giống, bạn đã nhận được móng tay phun lửa. Wow, căng vậy. Đá nhật thực, hiệu ứng của cờ tỷ phú cũng điên quá rồi đó. Có được thứ này, khi mình đánh dẹp được cả tầng 4 nữa, sẽ ghi điểm mạnh lắm cho xem. Mình không bao giờ quen nổi với cái bản mặt đó mà. Người đúng thật là đầu gỗ mục không thể đẽo mà. Hắn vậy mà thành công, lại còn là chơi solo nữa chứ. Đây chính là sự ra đời của một anh hùng đó. Ơn giời, chúng ta đã lời được tới 90 ngày để đánh tầng tiếp theo rồi. Phải chuẩn bị thật, thật là cẩn thận thôi. Ơn trời, anh vừa bảo là ơn trời cơ á. Đồ ngu này, anh nghĩ mấy vụ tấn công kiểu này thì có lợi gì cho chúng ta hả? Hắn sẽ cướp hết lượng view mất thôi. Khoan nào, anh mới nói cái gì vậy chứ? Do tấn công thất bại liên tục mà chúng ta suýt thì phải bắt tay bọn ma nhân kia kìa. Nhờ hắn loài người được thêm 90 ngày thời gian, mà không nhờ gì vào lũ đó hết đấy. Sao anh có thể nói như vậy? Về người đã giúp ta trong bước đường cùng được hả? Chị Magia, anh biết, nói gì đi chứ? Mọi người có nghiêm túc không đó? Mọi người đều nghĩ như anh tên Huy hay sao hả? Nói gì đi? Vậy thì chịu thôi vậy. Từ hôm nay trở đi tôi xin được rút khỏi các nhóm họp này. Tezesa, em nói gì vậy chứ? Nghĩ lại đi xem nào, em có biết tôi đã mất bao nhiêu công sức mới đưa được em lên đây không? Nhóm họp này không phải thứ cô muốn ra thì ra, muốn vào thì vào đâu. Đây là tổ chức chỉ cho phép duy nhất những người tài nhất, vào để cứu rỗi nhân loại. Đi rồi, thì không bao giờ vào lại được nữa đâu. Cô thực sự tin vào tên đó nhiều tới vậy sao? Phải, tin bằng cả sinh mạng mình. Mình cũng có cả núi tiền mà, hay thử vào cái khách sạn xa xỉ nào nhỉ? Anh Lô, yêu nuôi à, em mới gọi à, xin lỗi, này đang trong tháp nên anh không nhấc máy được. Anh ơi, ông không tỉnh lại nữa rồi. Em đang ở đâu? Yêu yêu nuôi, nắm đấm nguyên tử, cháu gái của Yêu Chiên Yêng, vị võ sư huyền thoại nằm ở đỉnh của giới võ lâm Hàn Quốc. Đây là lần đầu mình thấy người luôn mạnh mẽ vui vẻ lạc quan như Yêu nuôi. Anh ơi, có biểu cảm như vậy, đừng khóc mà, kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không? Em nghĩ chuyện này bắt đầu cũng không lâu sau khi tháp thử thách xuất hiện. Anh còn nhớ trận bạo loạn ở Incheon không? Ồ, là cái lần mình với Tắc Hana vào mê cung à? Có thấy trên các bản tin, ông em cũng đã ở đó. Dù ông, người đã thức tỉnh trong chính trận bạo loạn ấy, đã thành công khuất phục được lũ quái vật về sau khi hôm đó bị thương quá nặng mà vẫn luôn không thể hồi phục hoàn toàn. Và gần đây tình trạng của ông lại xấu đi rồi. Vậy ra đây chính là Yêu Chiên Yêng, người từng được gọi là người đàn ông mạnh nhất Hàn Quốc sao? Tên Yêu Chiên Yêng, giới tính nam, tuổi 75, cấp bậc 5, sức mạnh 25, nhanh nhẹn 50, thể lực 38, ma lực 7, bất tử năng 103, điểm thông số hiện có 0, số xu hiện có 0, chức nghiệp 0, kỹ năng độc nhất, vô dạng thái cực, kỹ năng, chân thiên hoa canh thuật level 13, từ chối rút lui level 12. Điều kiện sao chép, Yêu Chiên Yêng gần nhất chắc chắn là sẽ phải chết. Nếu cứu được mạng ông ta, bạn sẽ được sao chép một kỹ năng của ông ta. Ha, ông ta có thật là người chưa từng vào tòa tháp không đó? Cô Yêu Yêu Nương, có chuyện gì vậy? Cô đột nhiên rời đi, chỉ để mang một người nổi tiếng là chỉ biết đánh nhau đến đây hả? Tôi không biết cậu tới đây làm gì. Nhưng dù có là thức tỉnh giải cấp S ở đây cũng sẽ không làm được gì đâu. Trị liệu sư cấp A, Helginsu. Tôi quen Yêu Yêu Nương cũng lâu lắm rồi, tôi đến chỉ để xem có làm được gì không thôi. Ra vậy, tôi suýt thì hiểu lầm mất. Tôi đã rất thất thỏm khi biết cậu Khang Gin Hy Úc nổi tiếng kia, có thể sẽ nhúng tay vào cả giới trị liệu luôn. Anh nghĩ tôi phải tức ra sao mới mang anh ấy tới đây hả?
Người đang chăm sóc ông đều là chuyên gia hàng đầu hết. Vậy nhưng sao ông không hề có dấu hiệu tốt lên gì cả? Hai, chúng tôi cũng đang cố hết sức rồi. Chúng tôi đang thiếu thời gian để nghiên cứu lấy từng chứng bệnh bị tháp thử thách gây ra một cách trầm trọng, nhất là với trình độ y học hiện thời. Tôi rất mong cô hiểu rằng chúng tôi đang cố hết sức rồi. Tôi xin lỗi, là tôi để bản thân bị cảm xúc chi phối rồi, đang kích hoạt con mắt hám thực. Anh Ginhyuk ơi, ta đi thôi, để cho bác sĩ được tập trung trị liệu. Anh Ginhyuk. Sao đột nhiên lại có một tên chức nghiệp chiến đấu tới không biết? Chết tiệt thật mà, bọn mình đang làm ăn thuận lợi làm đó. Anh ta không tới đây để chắn đường gì chứ? Mệt quá đi mất, còn phải giả vờ chữa cho ông ta bao lâu nữa đây? Nhìn lũ điều hút máu này xem này. Có vẻ như là canh thuật của tiền bối đang và chạm tới ma lực của tòa tháp đã gây nên trạng thái hôn mê này. Tôi thực rất muốn thử nghiệm một phương thức trị liệu liên quan tới đám ma thuật. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu, nhưng vật liệu đó rất đắt thì phải. Đừng lo về tiền bạc làm gì, dù có phải bán cả do gâu đi tôi cũng sẽ chuẩn bị cho anh. Chỉ cần ông có thể khỏi bệnh. Rất cảm ơn thưa cô. Mày đang ngửi nhét cho cô ấy ba cái thứ nhảm nhí lừa dối gì thế hả? Cái thằng khốn này, anh nói cái gì thế hả? Lừa dối, anh đang sỉ nhục chúng tôi đây à? Thật tồi tệ mà, dù anh có là khách của cô đây, cũng không thể muốn nói gì thì nói được. Gì vậy chứ, hắn đang cố như mình hay sao? Dù bọn mình có bị phát hiện thật đấy, hắn cũng không thể phát hiện được 7 cái tài khoản đi mượn với cái ví Bitcoin kia chứ, dù hắn có là thánh đi nữa. Trông kìa, 7 cái tài khoản đi mượn với một cái ví Bitcoin sao? Mày đã làm gì rồi hả? Anh có ý gì thế? Đúng là nói dối trắng trợn mà, anh có bằng chứng gì không? Đừng có đột nhiên đi kết tội bọn tôi như vậy. Hắn ta bị cái quái gì vậy này? Hắn biết bao nhiêu rồi? Chết tiệt thật, liệu hắn có biết cả việc bọn mình đã có liên hệ với công hội Hắc Vân và một nội dân không? Khoan, gì chứ? Liên hệ với công hội Hắc Vân và một nội dân sao? Một cư dân của tòa tháp đã có thể liên hệ với con người sao? Không thể ngờ được là Hong Diapio lại sẽ đi đêm với một tên cư dân đó đấy. Trong con mắt của cư dân đó, nhân loại chính là những tên ngoại xâm sẽ đe dọa tới tòa tháp, mà chúng ta nghĩ cái gì trong đầu không biết. Ông ơi! Người nghĩ người chạy đi đâu được hả? Chạy thế thì đúng là có tật giật mình rồi đúng không? Nếu ông tôi mà có mệnh hệ gì, thì các người đừng hòng sống sót ra khỏi đây được. Bình tĩnh lại đi yêu nương. Chữa trị cho ông lão phải được ưu tiên chứ. Anh ta nói phải đó, tôi chỉ đang định đi lấy thuốc thôi mà. Sao đột nhiên cô lại tỏ thái độ như vậy hả? Nhờ có bọn tôi mà tình trạng của Yu Chi Niêu mới chỉ trở nặng tới thế này đấy. Bị bắt vậy rồi mà người vẫn còn ăn nói hàm hồ. Inoa, đá cho hắn một phát đi. Bệnh tắc nghẽn ma lực lại còn rất nghiêm trọng. Người bình thường hẳn đã chết từ lâu rồi. Mình không thể để ông ấy chết được. Đó là một lọ thần dược. Có vẻ ngươi cũng không phải mù tịt nhỉ. Biết đây là gì không? Mình đã định sẽ dùng khi thực sự cần thiết cơ. Nhưng tình bạn lâu năm của mình với Inua cộng thêm việc mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội sao chép một kỹ năng từ một người nặng đô như Yu Chi Niêu này. Sao mình có thể bỏ qua được chứ? Thần dược đang thẩm thấu. Ông ơi, đã thỏa mãn được điều kiện. Bạn đã thành công sao chép chân thiên hoa canh thuận. Chân thiên hoa canh thuật, độ khó đạt được S, mô tả, thuật pháp do Yu Chi Niêu phát triển, có thể hấp thụ ma lực từ trong không khí khi sử dụng, tốc độ hồi ma lực tăng 30%. Ngoài ra chỉ cần học đã có thể khiến vẻ bề ngoài trẻ trung lại. Không thể nào, hắn đã thực sự chữa khỏi được cho lão ta rồi sao? Chúng ta phải chạy ngay thôi. Chạy đi đâu hả? Đồ sâu bọ kia, ta với ngươi tâm sự tí đã nhỉ? Ngươi định làm gì ta? Ngươi định giết ta chắc? Không, ta không giết ngươi chỉ vì ngươi đã đi lừa ít tiền đâu. Nếu ngươi trả lại hết tiền đã lừa được thì ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi sẽ thả ta nếu ta trả lại hết tiền sau. Phải, thỏa thuận không tồi chứ nhỉ? Ta sẽ nói tốt chút trước mặt yêu nương, nên ngươi không cần phải lo về cô ấy đâu. Hắn định cho hòa giải dễ vậy thôi á? Có gì đó khả nghi lắm. Sao? Ngươi chán sống rồi à? Mình sống rồi, sống rồi, sống rồi. Ngươi thực sự thả đi dễ thế à? Chẳng giống người gì cả. Tất nhiên là không rồi. Elite, theo hắn đi xem hắn đi gặp ai. Sao người thả hắn đi? Là có mục đích khác à? Tất nhiên rồi, chả moi được cái gì hữu dụng từ cái thằng rẻ rách như hắn đâu. Dùng hắn để tìm ra xem căn cứ tổ chức hắn ở đâu tốt hơn nhiều. Nếu cô đã hiểu, vậy đi đi, đừng làm mất dấu ở đâu đấy. Hey hey, rồi mà, cô ta mới hưng phấn làm sao chứ? Yêu nua à, cho bọn anh tí thời gian đã nhé. Phải kiểm tra xem thần dược đã thẩm thấu được chưa đã. Ok, được thôi, thế khi nào xong thì cứ gọi em nhé. Mọi người giờ đi cả rồi đấy. Cậu biết cơ à, tôi cứ tưởng giấu kỹ lắm rồi chứ. Hơi thở của ta loạn lắm hay sao? Không, rất hoàn hảo là đằng khác đấy thưa ngài. Ta xin lỗi, không phải ta cố tình giấu cậu gì đâu. Không sao đâu, tôi hoàn toàn hiểu sao ngài phải cảnh giác vậy mà. Đột nhiên xuất hiện một người chẳng biết từ đâu ra, rồi lại chưa được thứ bệnh không ai chữa nổi. Tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi, thưa ngài.
À ha ha, sao cậu biết rõ người ta nghĩ gì thế nhỉ? Cậu đoán được suy nghĩ của ta quá đúng, ta chẳng nói thêm được gì nữa mà. Thấy ngài khỏe mạnh thế này, tôi cũng thấy rất vui, yêu nung rất lo cho ngài đấy. Tới độ còn gọi cả tôi, cho dù bình thường cô ấy cũng không phải lại hay nhờ giúp đỡ. Ra vậy, ra cậu là bạn của cháu gái ta. Thưa ngài, có chuyện này tôi vẫn rất muốn hỏi ngài. Cậu là ân nhân cứu mạng của ta cơ mà, có gì ta nhất định sẽ nói hết. Chuyện gì đã xảy ra trong vụ vượt hầm mục đó vậy? Lúc chuyện xảy ra thì ta đang trên đường tới một cuộc họp. Sao có thể có thứ như vậy ở đây được chứ? Chết tiệt, súng này của mình lại không. Cậu đi sơ tán người dân đi, ta sẽ đối phó với thứ này. Có vẻ trong cái bọn ngoại nhân này cũng có tên được việc đấy chứ. Được thôi, đã vậy, quẩy tí thôi nhỉ. Mình vẫn có thể tiếp tục giải quyết bọn quái khổng lồ này, nhưng nắm đấm của mình không thể chạm tới tên này được. Chết tiệt, đó là ký ức cuối cùng của ta. Ta chưa từng thấy ai điều khiển kiếm nhanh như vậy. Tóc dài và trang phục phương Đông, nếu ông ấy đang nói thật, thì có nghĩa là phe Mewjin thống trị tầng 21 đã bắt đầu hành động theo một hướng không thể dự đoán trước được rồi. Chúng là lũ khốn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ chúng muốn. Vì bọn họ mà mình đã có một khoảng thời gian khó khăn, kể cả khi chơi game. Bọn chúng đang có kế hoạch gì mà phải nhúng tay vào hiện thực vậy nhỉ? Người đã tấn công ông là một trong những cư dân của tòa tháp. Cư dân của tòa tháp, cháu chưa bao giờ ngờ tới việc bọn họ sẽ ra khỏi tháp. Có lẽ mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn cháu nghĩ. Cậu nói là cậu đã quen biết yêu nù lâu rồi đúng không? Vâng, cũng khá lâu rồi đấy ạ. Thế thì ta yên tâm rồi, kết hôn với cháu gái ta ngay lập tức đi. Ông à, yêu nung với cháu không phải quan hệ đó đâu. Một điều mà ta rất chắc chắn là, khi ta già đi, có một thứ đã trở nên sắc bén hơn. Dù ta cũng không hề muốn vậy, đó là mắt nhìn người. Có câu, ta phải dành ít nhất 10.000 giờ trong một lĩnh vực để thật sự hiểu được nó. Đang nghĩ câu đó nó rất đúng. Thời gian chơi, 50.125 giờ. Chỉ vài tháng sau khi tòa tháp xuất hiện, những người được đánh giá cao nhất là những người đã thức tỉnh, hoặc những kẻ tự nhận là chuyên gia. Nhưng cậu thì khác, ta nên nói như thế nào đây nhỉ? Cứ như là cậu đã được tôi luyện vô số lần vậy. Ta có thể thấy được cậu biết cảm giác cay đắng của chiến thắng và thất bại qua rất nhiều khó khăn. Và cậu đã trở nên dày dặn như thế nào sau khi vượt qua chúng. Ông quá khen rồi, và cậu cũng rất khiêm tốn. Nhưng cậu không hề che giấu được sự điềm tĩnh toát ra một cách tự nhiên của cậu đâu. Ừ, vậy đấy. Nhưng dù sao thì ta cũng muốn trả ơn cho ân nhân của mình. Cậu có muốn cái gì không? Sự giúp đỡ từ võ tộc mạnh nhất Hàn Quốc. Thứ cháu muốn, cháu thật sự có thể có được sao? Không phải lo, cứ nói đi. Ông tôi sao rồi? Ông ấy không sao rồi đúng không? Elixir đã được hấp thụ rồi, ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn trong vài ngày nữa. May quá, làm sao em có thể trả ơn cho anh được đây? Không sao đâu yêu nuông, ông đã thể hiện lòng biết ơn đủ lắm rồi ấy. Thật không ngờ cậu ta sẽ nói mình đưa cho cậu ta thứ đó. Có tiền thật tuyệt, khi đang ở chỗ nào đắt đỏ, dịch vụ phòng xin nghe. Hương vị này, ngon quá đi mất, nó tan chảy trong miệng mình luôn. Tuyệt thật, mới vài tháng trước thôi, mình còn chẳng có gì ăn trừ cốc ramen. Người ăn ngon thật đấy, mọi người từng trả tiền để xem tôi ăn cơ mà. Trong tập này, bên kia tòa tháp của những thử thách, chúng tôi đã mời đến một chuyên gia trong chinh phạt tòa tháp. Vị khách hôm nay chính là một danh cơ của bang hội mạnh nhất Nam Triều Tiên, Đăng Gần, anh Gần Yun Siak. Mọi người hãy chào đón anh ấy bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt nào. Anh Yun Siak, anh nghĩ bí quyết để leo tháp là gì? Điều quan trọng nhất để leo tháp, đầu tiên là phải mạnh. Có hai cách chính để trở nên mạnh hơn trong tháp. Cách đầu tiên cũng là cách mà mọi người đều biết, chính là tăng cấp kỹ năng và cấp của bản thân. Thì ra là vậy, còn cách thứ hai thì sao? Đó là sử dụng coin. À, y anh là loại tiền tệ chỉ có thể sử dụng trong tháp sao? Đúng vậy, có khả năng giao dịch để đạt được các vật phẩm tốt hơn. Chính là một trong những cách tốt nhất để trở thành một danh cơ. Nếu cho tới nay, đô la là loại tiền tệ quan trọng trên thế giới, thì từ giờ trở đi, coin cũng sẽ như vậy. Nhờ ân nhân mà tầng 4 đã được mở ra, nhưng tôi nghe nói là chưa có ai tiến vào đó cả. Anh có thể giải thích điều này được không? Haha, đó là vì đặc quyền khi chinh phục tầng 3 mà. Người chinh phục được tầng 3 sẽ được trao cho đặc quyền là người đầu tiên tiến vào tầng 4. Tầng 4 là một hầm ngục đặc biệt, có hơn 100 đợt quái vật với quy mô lớn. Chìa khóa để chinh phục tầng này là chiếm đóng một căn cứ và bảo vệ nó cho tới cùng. Vấn đề là nếu những người chơi tiến vào đều thất bại trong việc phòng thủ căn cứ, thì toàn bộ tầng 4 sẽ bị phong ấn trong 20 ngày. Vậy là chúng ta sẽ không thể tiến vào trong 20 ngày đó ư? Vì có nguy cơ cao về thương vong, nên mỗi tầng không được chinh trong 90 ngày. Nên cho dù là unknown, cũng sẽ không thể liều lĩnh tiến vào được. Sau 90 ngày qua đi, nhân loại thật sự sẽ diệt vong sao? Tôi tin là hệ thống của tòa tháp sở hữu quyền lợi tuyệt đối để thi hành theo luật lệ của tòa tháp. Cô có thể hiểu là nó không cần tuân theo luật nhân của. Vì vậy, có khả năng cao là nhân loại có thể bị diệt vong. Anh thật sự rảnh trong một tháng này đúng không? Tất nhiên rồi, anh chắc chắn là một tháng trong 90 ngày là đủ để chuẩn bị cho việc chinh phục rồi. Vậy một tháng này chúng ta đi đâu đó vui vẻ đi. Nghe hay đấy. Hả, người chơi unknown đã thông báo bắt đầu chinh phục tầng 4.
Yêu cầu tất cả những người chơi sẽ khiến tầng 4 hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đợt quái vật đầu tiên sẽ xuất hiện sau 8 giờ nữa. Tập hợp tất cả các danh cơ. Đây là trường hợp khẩn cấp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tập hợp lực lượng, nhiệm vụ khẩn cấp hả? Chúng ta có kế hoạch gì ư? Mẹ nó, tập hợp tất cả các người danh cơ ngay bây giờ. Bọn mình toang rồi. Bọn mình chỉ có 8 giờ mà còn chưa chuẩn bị gì cả. Mày nghĩ cái quái gì mà lại làm như vậy hả? Unknown. Mình ngủ như chết vậy. Chúng ta ra ngoài thôi nhỉ. Thời gian còn lại cho tới đợt quái đầu tiên. 1 giờ 37 phút 51 giây. Tòa tháp thử thách tầng 4. 100 đợt quái gồm các zombie, thường là zombie đặc biệt. Các người chơi chỉ có hai cách để chặn được các đợt quái này. Họ tốt nhất là có thể dựng nên hàng ngàn tháp phòng thủ, hoặc chọn một căn cứ mà họ có thể phòng thủ một cách hiệu quả. Nhưng đối với người chơi bình thường thì lại. Bạn là người đầu tiên tiến vào tầng 4 tòa tháp thử thách. Các người chơi khác sẽ có thể tiến vào tầng 4 sau 20 phút. Nơi này vẫn luôn ảm đạm như vậy. 20 phút không nhiều, mình phải nhanh lên mới được. Sân vận động uống cúc xăng gâm. Sử dụng thẻ căn cứ ưu tiên cao. Sân vận động uống cúc xăng gâm đã được chọn là căn cứ của bạn. Đang dạy hạt mềm, trồng 5 hạt giống của mặt trời. Sử dụng nước tự nhiên, tăng tốc độ trưởng thành của cây lên 20%. Chuẩn bị xong rồi, quay lại thôi. Điểm bắt đầu tầng 4. Hầu hết các bang hội lớn nổi tiếng đều tham gia cả. Opa, anh Ginhyuk, Teresa, đừng ngạc nhiên thế, anh gọi cô ấy tới đây đây. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mọi người tới như vậy. Mọi chuyện đã diễn ra nhanh hơn tôi tưởng, nên tôi không có thời gian để giải thích. Không sao, anh gọi thì tất nhiên là bọn em sẽ tới rồi. Tôi cũng không phiền đâu, vì giờ tôi không ở trong bang hội nào cả mà. Mà đi cùng anh cũng tốt hơn nữa. Vậy, nhìn kìa, là Yu Yu Num và Lee Taemin. Teresa cũng ở bên cạnh họ kìa. Tôi đã đăng ký kênh YouTube của cô ấy, nhưng không ngờ lại có thể gặp ngoài đời luôn đấy. Người bên cạnh họ là Kang Ginhyuk ư, ngôi sao hàng đầu mới ở Nam Triều Tiên. Đội bọn họ không nhiều, nhưng ai cũng đỉnh cả. Mọi người đều đã chuẩn bị xong chưa? Rồi, nhưng chỉ có mấy người chúng ta thì có ổn không vậy? Số lượng zombie trong các đợt quái của tầng này khủng lắm. Cấp kỹ năng để kiểm soát triệu hồi của em cũng không cao lắm, nên sẽ khó đấy. Phải khó thì mới vui chứ. Tôi cũng đã cố tình chọn sân vận động làm căn cứ rồi. Sân vận động, đừng nói là sân vận động sang gần nhé. Làm ơn hãy nói không phải đi mà. Chúng ta cần ít nhất 100 người để phòng thủ cái chỗ khổng lồ đó đấy. Opa này, anh nói vui là sao? Đây không phải game nữa đâu. Nếu chúng ta chết ở đây là ngỏm thật luôn đấy. Nhìn mặt ổng là biết ổng vẫn còn thói quen cũ mà. Anh Ginhyuk cứ như biến thái ấy. Đừng căng thẳng, nơi như sân vận động là nơi hoàn hảo để đi săn đấy. Cái đó chỉ là với anh thôi, bọn em chịu đấy. Anh Ginhyuk này, em có thể hỏi một điều được không? Sao vậy? Em nghe nói cần ít nhất 5 người để phòng thủ một căn cứ. Nhưng anh biết là ở đây chúng ta chỉ có 4 người mà đúng không? Hả? Đúng thật. À, không phải lo chuyện đó đâu. Người cuối cùng sẽ tới nhanh thôi. Kang Ginhyuk, thằng chó, bố sẽ giết mày. Chạy tới điểm bắt đầu của tầng 4 trong 1 giờ nữa mau. Kang Ginhyuk chẳng việc gì mà hắn nói thì mình phải đi cả. Nếu cậu tới thì tôi sẽ chấp cậu tay trái và chân phải. Rõ là chế giễu mình mà, đồ trẻ con nông cạn. Nếu mình cắn câu thì sẽ bị hắn trêu đùa trong lòng bàn tay thôi. Rồi, tôi nhắm mắt luôn này. Được chưa? Chịu đựng, mình sẽ dùng sự tức giận này làm động lực cho sự trả thù của mình trong tương lai. Con gà! Mình phải giết hắn. Thằng chó, bố giết mày. Cuối cùng cậu cũng tới rồi à? Bên này này, kiếm thuộc tính. Một vật phẩm bù đắp cho khuyết điểm của kiếm sĩ trong các trận chiến tầm xa. Bằng cách đưa ma pháp nguyên tố vào trong vũ khí. Mình đã biết là cậu ta lấy được nó rồi. Cậu dễ nhìn thấu quá mà. Mày nói tao là đồ gà á? Tao sẽ cho mày biết. Tao có gà không nhé? Chứng tỏ bản thân thì cũng tốt thôi. Nhưng cậu định chiến với tôi bằng cái thanh kiếm không đầy đủ đó hả? Ý mày là sao? Tóm gọn thế này, kiếm nguyên tố dùng tốt đấy, nhưng nó phải hoàn chỉnh thì mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Rất tình cờ là hộp răng gầm xuất hiện trên tầng này. Nếu có vật phẩm có thể hoàn thiện kiếm nguyên tố trong đó, hỏa nguyên tố là thứ cậu muốn đúng không? Đừng có ba hoa nữa, hộp răng gầm nghe tên thôi là đã biết là ngẫu nhiên rồi. Ai mà biết được nó xuất hiện cái gì chứ? Cậu không biết là tôi thích đường tắt không bình thường à? Nếu cậu tham gia phòng thủ thì tôi sẽ đưa cậu cái đó. Nếu sau khi hoàn thiện kiếm, thì chúng ta sẽ đấu một trận. Thế nào? Tốt nhất là vật phẩm đó hãy xuất hiện trong hộp răng đâm đi. Tổ đội 5 người đã được thành lập, số lượng thành viên tối thiểu cho phòng thủ căn cứ đã đủ. Thật sự ổn khi cùng nhóm với anh Yêu Sơn như thế này sao? Chắc là hắn sẽ không đâm sau lưng tôi khi chưa có thứ hắn muốn đâu. Nhìn hắn thế thôi chứ hắn cũng có một mặt trong sáng đến bất ngờ đấy. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Ginhyuk Opa, cầm lấy này, song long kiếm. Mình đã biết là các tạo tác trong quá khứ đã có đủ mana để chống lại các thánh vật của tòa tháp thử thách. Nhưng cầm trực tiếp mới thấy nó còn đỉnh hơn mình nghĩ nữa. Ông đã nói em chuyển hai cái này cho anh. Ông quý chúng lắm đấy. Sao anh lấy được hay vậy? Chắc là ông ấy thưởng thức nhân cách của tôi đấy. Của hồi môn, lão già này cố chấp với mấy câu đùa ghê. Đến rồi, đây là căn cứ của chúng ta. Chúng ta phải phòng thủ cái căn cứ khổng lồ này chỉ với 5 người chúng ta ư. Nói đến vô tư thì mày đúng là đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất mà. Tôi có kế hoạch rồi, nên đừng lo. Tôi còn đang nghĩ không biết là ai đã lập căn cứ ở sân vận động. Vậy hóa ra là các người à?
Ký hiệu này là, hóa ra cậu là Khang Gin Hữu. Vậy là đã hết chất 50 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.